Ok, và hello tất cả mọi người nha. Đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi con Katana Zero nhé. Ok, thì trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Và cái like và share cho tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi. Tình trước là mình chơi tới đâu rồi ta? Khúc này là hình như là khúc là gì không rồi. Bây giờ tới khúc end, khúc này end. Ok, nó tìm thấy một cái thứ gì đó. À, con bé nó tìm thấy một cái thứ gì đó. Rồi con bé nó cũng không muốn tiết lộ sớm mà nó rất là hay. Ok đi thôi. Đây, lên chỗ này. À, hóa là nó lên trên tầng thượng nó ngắm phố. Ok, con bé nó hỏi là không biết là có thứ gì đằng sau cái ngọn núi phía xa kia. Hóa ra là sao ta, cái thành phố này nó được bao bọc xung quanh bởi nguyên cái dãy núi. Và người dân thì sống ở trong thành phố này không có biết được đằng sau kia nó có cái gì và những cái sự kiện đằng sau nó nữa. Nó muốn nhìn thấy mọi thứ ở tầm xung quanh, kiểu như là con bé nó muốn nhìn thấy những thứ ở bên ngoài bức tường. Mà mình nói không, chúng ta sẽ đi tới một nơi nào đó tốt hơn và nơi nào đó khỏi chỗ này. À, giống như là quận 2 sao? Nhưng mà quận 2 cũng chả khác mấy chỗ này đâu. Dạ. Ok. Khoa rồi. Tại sao lại khoa đó đây? Ok, đây là một cái huy chương từ chiến tranh. Lấy cái này để tặng con bé. Wow, chú này đã từng ở trong chiến tranh nè. Đó, cái huy chương nó nghĩa là chú là anh hùng. Nhưng mà chú cần phải rửa sạch nó đi bởi vì trong nó rất là bẩn. Dạ, chú chưa bao giờ bỏ cái này ra từ 7 năm trước. Và nó khiến cho chú nhớ lại bản thân chú là cái gì và chú đang làm gì. Nhưng mà bây giờ lại không cần nữa. Tại sao chú lại ném nó đi như vậy? Chú có một cái ấy, có một cái suy nghĩ mới, chắc là trốn khỏi cái khu này. Bây giờ này thì con bé không phải ngủ nhưng mà con bé không muốn những người đàn ông đeo mặt nạ tìm tới. Wow. Mình tưởng lúc đầu mấy cái đó chỉ là mấy cái bóng giấc mơ của mình thôi nhưng mà con bé lại nhìn thấy. Và mình nói là cái mặt nạ sẽ không làm hại được con bé đâu, giờ mình hứa đó. Nghĩa là cái mặt nạ, tụi mặt nạ là nó là cái gì nè, nó làm cái thực thể gì nó mạnh lắm. Tại vì ở đây là chúng ta đã biết trước được là cái sự chiến tranh đó rồi, đào tạo những chiến binh gọi là chiến binh như thế nào rồi. Cái việc mà có ấy phát bệnh hả, phán xét hả, hôm nay là ngày phán xét hả, hay vậy đi. Gì vậy? Ok, tuy là mình chỉ mới biết được là những cái chiến binh nuôi nó xuất hiện như thế nào thôi,
sản xuất ra chiến binh luôn, nhưng mà còn những cái điểm thắc mắc kia thì vẫn chưa được giải đáp, tại vì kiểu là những kẻ nào lại cố gắng rồi ấy lại cái tấm đó rồi. Ok, con bé nó nấu bữa sáng cho mình, giờ mình hỏi nó là nó tự làm một mình hả? Hóa ra là con bé nó học từ bố nó dạy cho nó nấu ăn. Giống như là sao ta? Mình là một chiến binh luôn, nhưng mà có một cái khoảng gì đó mình bị mất trí nhớ, và bắt đầu là những cái tổ chức ngầm nó đứng lên để nó kiểu như là sao, những cái tổ chức ngầm nó đứng lên để nó bắt đầu nó thu nhận những cái chiến binh nuôi mình trở về nè, đó là để làm những cái công việc ấy cho nó. Kiểu, nó kiểu như là nó tìm lại cái phương thuốc Ronot á để nó chế tạo ra thêm, không biết là tiếp tục cuộc chiến hay là để làm cái gì. Rồi hầu như là hình như là nó còn chế ra cả một cái phương thuốc khiến cho con người có siêu sức mạnh nữa. Với làm sao mà hai thằng mặt nạ kia nó chỉ cần búng tay một phát là đám cảnh sát chết ngay liền rồi. Bởi vậy mình nói mà cái game này nó tuy nó rất là hay nhưng mà cái cốt truyện nó rất là khó hiểu. Nó chỉ mới là phần đầu thôi, và nó chỉ là một cái góc nhìn của Zero thôi chứ không có nghĩa là tổng quát hết. Bởi vì mình còn sống, tại vì từ cái lúc mà mình tiêu diệt cái không mình đụng gọi là cái đám cảnh sát là mình chưa tới phòng phòng của ông này, rồi nó bực mình cái gì những cái việc mình làm á, chỉ là đi quấy rối một số giết cả cảnh sát nữa. Ok, mình nói là Dragon là chiến binh luôn. Tại sao cậu lại biết điều đó? Là tôi tìm thấy tiến sĩ Leo. Nhưng tại sao ngươi lại biết? Ok, nói cho tôi biết sự thật ngay đi. Đúng rồi, chắc chắn rồi, nhưng mà thế thì tại sao cậu lại biết về Leo? Việc đó không quan trọng đâu, trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Tôi thấy đúng vậy. Tôi đang tưởng cậu có câu hỏi. Cái hỏi luôn là gì? Đó là một cái kiểu là tài liệu bí mật của quốc gia cùng từ thời mà chiến tranh, nó chế ra siêu chiến binh với thương thuốc Ronot, và mình là một trong những số đó. Nói là Nun và Ronot đồng sự thất bại. Ronot ok, hỏi là tại sao hồi này nó lại luôn giữ bí mật với mình. Ok, với công việc của nó thôi, công việc của nó là luôn hướng về tương lai. Bây giờ nó đưa cho mình một tập tài liệu khác à.
lại chích thuốc, chích thuốc sau đó là đưa tập liệu liệu khác. Hầu như là những cái câu hỏi của mình về cái tổ chức của nó thì nó lại lẩn tránh và nó trả lời cái cách là bí mật, là bí mật cho nên là không thể tiết lộ. Đây là mình vẫn còn nghi ngờ cái đám này lắm. Nhờ những cái nhiệm vụ mà nó đưa kêu mình là đi tiêu hủy á, nhờ những cái nhiệm vụ đó mình mới có được thông tin. Và bây giờ là không phải là mục tiêu hết mà đi phá hủy một cái gì đó, một cái hầm chứa. Nó lại là một cái con nhỏ thật lạng đấy. Ok, nó nói nó nhớ mình bởi vì mình là một fast layer. Ơ chết rồi, lỡ bấm nhanh quá rồi. Thôi là nó không chặn mình lại là tốt rồi. Mình lỡ bấm nhanh quá. Kiểu như là thuyết phục nó từ từ cho nó vui vẻ, nhưng mà thôi, kệ nó cũng chả sao cả, cho nên là ok. Những cái màn này mình nghĩ hơi khó nha, tại vì nó nằm trên một đường thẳng. Đúng thì khó thiệt. Phải để trước kia nó ở sát góc luôn kìa. Bên kia là nó vừa có một cái khẩu súng máy mà nó còn vừa laser nữa cơ. Mình sẽ để cái tụi laser nó đi qua hướng này đi. Không được à, tại vì lúc mà mình lộn là nó đi một cái khoảng dài đó. Chết rồi, nó cái khẩu súng máy nó chết là mình có thể quay dễ hơn rồi. Tại vì cái này nó lộn, nó đi một cái khoảng dài lắm. Một tí nữa thôi. Lúc đó nó ôm lại với nhau là qua được. Ok, phát ra được cái khúc đó là khó khăn rồi. Đây mấy cái khúc né đó nó mới khó, chứ mấy cái khúc chém thì nó còn dễ lắm. Đó, khúc chém á, đôi khi một phát chém thì thôi mà đi hết cả đường. Lên phản lại đây, mình có làm chậm không? Rồi sai rồi, tốt nhất là không đấu kiếm lại thằng kia, tại vì đấu kiếm với thằng kia mình sẽ bị dội ra. Ở lại viên đạn này trước. Bực mình quá nha.
Có nhiều lúc không hiểu là tại sao là mình làm được một lần đi được nó luôn mà nhiều khi nó vậy. Đấy. Đã né tới đó rồi. Bắn xuống chân một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, nó hết cái nó hết cái thời gian sử dụng kia là mình đuối đuối liền. Rồi xong hơn quá hơn, tự nhiên cái lưỡi kiếm nó dài nó đủ hạ cũng được kia, chứ không là phải đi lại của mình. Cái này nó khó ở cái chỗ mà mình phải vượt chướng ngại vật rồi thôi. Những cái hàng này dễ ò mà. Đây đây đây, đã có hai thằng cầm shotgun nhá, mình ra mình chém thằng này trước, sau đó lộn. Thôi, chém thùng một cái là nó vậy á. Rồi xong, được rồi đó. Tốt nhất là đừng để chém thục. Chém trúng thì không sao, chém súng thì mà chém thục thì là coi như là xong, là đi đời mình luôn. Oh. Ở đây nó còn chế thêm chiến binh nấy nữa hả? Không có cái gì để phá chỗ này, chịu thôi. Nói là sao phá để ngăn cho nó tạo thêm cái chiến binh luôn rồi. À không để ý đến cái khẩu súng máy dưới, cứ bị quên cái khẩu súng máy. Mình thử được mấy thằng kia à, lúc đó là quá đẹp rồi. Đừng để bị rớt xuống, làm lại, bình tĩnh lại. Để thằng này, mình xử thằng này đi cho nó dễ. Ở đó mà hai thằng nó đứng gần nhau mà chém không chết được hai thằng, hơi bị bực mình đấy. Không nhớ là đừng để rớt luôn, tại nếu mà lộn ngay chỗ cầu thang này nè là nó sẽ rớt luôn. Lấy con dao. Phải gạt lên chứ. Không gạt, gạt lên nó mới tắt điện, tắt mấy cái laser ở đây cho mình đi được.
đây có một thằng cầm ấy nha. Lộn quá. Đúng rồi, đâu đó là một chém nữa. Chém lên. Ê, thằng kia nó chạy xuống. À đây, đây. Cái bom ở đây nó có cái bom. Mình từ từ gắn lên thằng này. Đó. Dạ nó đi ra đây, nó chỉ cần nó đi ra đây rồi mình bật mày một cái nổ lan. Đó là thằng kia là cái máy nó sẽ không thấy được mình. Đó là cứ thế mà đi qua thôi. Chơi hoàn hảo tới vậy rồi mà. Điều luôn pha đó là hoàn hảo tới vậy rồi mà dưới cái kia. Rồi đi qua đây đi em ơi. Đúng rồi, lại đây, lại đây, lại đây. Thằng đánh bom liều chết à. Ok, lại quay về kiếp nữa. Đây là con nhỏ, chắc là chiến binh Nun đây. Tụi Nun chắc là đồng phục của tụi Nun, đồng phục cơ bản. Nguyên cái màn nãy luôn, nguyên cái màn dài nãy thì luôn, nguyên cái màn dài luôn á. Tôi không có ngờ là cái câu mà Dash Suit Work nó là ở trong nguyên cái màn dài vậy. Lúc này chắc là mấy thằng đeo mặt nạ nó nói đây, thì có hai màu chữ và cái tiếng của nó, cái tiếng và chữ nó hiện lên nó sẽ khác với lại những cái điểm kia. Ok, thì chắc là video này mình dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bạn nào hay nhớ để lại một like và share. Bạn nào thấy hay, bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nha. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta biết. Bye bye.